lắp một cái lò ấp trứng đà điểu với công suất là 300 quả trong một cái lò này. Đây là một cái động lực để bắt đầu sản xuất kinh doanh trứng đà điểu của gia đình, đẻ bao nhiêu vào lò bấy nhiêu, tiến tới cuối năm sẽ lắp thêm cái lò như thế này nữa. Các cháu cố gắng để phục vụ gia đình cô chú. Cô chú xin cảm ơn, chân thành cảm ơn. Chất lượng của lò rất là tốt.